nhầm các bưu kiện của Huawei sang Mỹ. Ngày 24 tháng 5 vừa qua, Huawei đã lên tiếng cáo buộc FedEx đã cố ý gửi các bưu kiện của hãng về Mỹ, thay vì đến các trụ sở tại châu Á của Huawei. Cụ thể Huawei cho biết hai bưu kiện được gửi đi từ 19 trên 5 và 20 trên 5 từ Tokyo đến trụ sở của Huawei tại Trung Quốc, nhưng lại bị chuyển đến trụ sở của FedEx ở thành phố Memphis, bang Tennessee, Mỹ. Trước đó, những bưu kiện khác của Huawei được gửi đi từ Hà Nội vào ngày 17 tháng 5 đến văn phòng Huawei tại Hồng Kông và Singapore, nhưng các bưu kiện này đã bị giữ lại tại văn phòng của FedEx ở Hồng Kông và Singapore, thay vì được giao đến văn phòng của Huawei tại đây. Đến ngày 21 tháng 5 thì các bưu kiện này lại được tiếp tục gửi sang Mỹ. Phát ngôn viên của Huawei, Zhou Kenli, cho biết những bưu kiện chứa các tài liệu thương mại quan trọng và sự việc đã khiến Huawei mất đi niềm tin của Huawei với công ty vận tải của Mỹ. Chúng tôi giờ đây sẽ xem xét lại các yêu cầu hỗ trợ vận chuyển và hậu cần của mình do hậu quả trực tiếp từ những sự cố này, Zhou Kenli cho biết trong một thông cáo được đưa ra. Sau khi sự việc, nhiều người cho rằng FedEx đã thực hiện theo yêu cầu của chính phủ Mỹ để chuyển những tài liệu này về phía Mỹ nhằm giúp chính phủ Mỹ điều tra các vi phạm mà Huawei đang bị cáo buộc, bao gồm cả việc vi phạm các lệnh cấm giao dịch với Iran của Mỹ. Sau cáo buộc của Huawei, phía FedEx mới đây đã lên tiếng xin lỗi hãng công nghệ Trung Quốc Đồng thời cho biết sự cố xảy ra là một nhầm lẫn do sai sót về lỗi định tuyến các bưu kiện và khẳng định không hề có sự can thiệp nào từ phía chính phủ Mỹ. FedEx cũng đã đăng tải một thông điệp xin lỗi bằng tiếng Trung Quốc trên các trang mạng xã hội của mình về sự nhầm lẫn này. Chúng tôi xin lỗi vì một số lượng nhỏ các bưu kiện của Huawei đã bị chuyển hướng. Chúng tôi xác nhận rằng không có tác động bên ngoài nào yêu cầu FedEx phải chuyển hướng các bưu kiện này. Phát ngôn viên của FedEx cho biết Chúng tôi đã nhận biết các lô hàng đang gặp sự cố và đang làm việc trực tiếp với khách hàng của mình để trả lại các đơn hàng mà họ sở hữu, phát ngôn viên của Huawei cho biết. Đại diện FedEx cũng khẳng định họ biết về các lệnh trừng phạt của chính phủ Mỹ với Huawei, nhưng chưa tiết lộ rõ điều này có làm ảnh hưởng gì đến mối quan hệ kinh doanh giữa FedEx với Huawei trong tương lai hay không. Hiện tại đã có khá nhiều công ty tại Mỹ ngừng hoặc cân nhắc việc ngừng hợp tác với Huawei, chủ yếu là các hãng công nghệ lớn như Google, Microsoft, Intel, Qualcomm Rót tê thủy.